Đảng ủy quân sự tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 689 ngày 10 tháng 10 2014 của quân ủy Trung ương về phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Trong 10 năm qua, tỉnh Thái Nguyên chịu ảnh hưởng của 26 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, 102 trận lũ, hơn 1.000 vụ cháy nổ, làm 141 người chết, 76 người bị thương, ước tính thiệt hại 811 tỷ đồng. Việc thực hiện nghị quyết số 689 đã đi vào nền nếp, tạo được sự đồng thuận cao trong cấp ủy chỉ huy, cán bộ chiến sĩ các cơ quan đơn vị. Các cơ quan đơn vị hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy chính quyền, sở, ban ngành địa phương, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn. Thực hiện phương châm bốn tại chỗ, bộ chỉ huy quân sự tỉnh và các cơ quan đơn vị trên địa bàn đã huy động hơn 30.000 cán bộ chiến sĩ cùng gần 1.000 phương tiện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, cháy nổ trên địa bàn. Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã khen thưởng cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết 689.